Đây là tấm ốp ngoài trời dùng cho vị trí mái hiên, ban công hoặc là ốp tường trong ngoài trời, thì anh chị em nhà mình có thể tham khảo dòng này. Đây là dòng giá rẻ nha các anh chị em nhà mình nhé. Nó có màu vàng này hoặc là màu nâu cà phê như thế này cho anh chị em. Đấy, kho bụi này. Đấy, màu này màu nâu cà phê nhá. Tất cả thì nó đều có hằn lên cái gân 3D như thế này. Dùng trong thời gian thì nó cũng sẽ không sợ là bị bay màu. Và mặt trước và mặt sau của nó đây anh chị em ạ. Hàng này hàng đồng cốt nhá. Cứ có nghĩa là trong quá trình sản xuất tấm thì sẽ được trộn bột màu để tạo ra cái màu sắc như thế này. Cái màu vàng này thì khi lên không gian của nhà anh chị em nhìn mình ở vị trí mái hiên, ban công hay ốp tường ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái phong cách nó rất là mới cho anh chị em nhìn mình. Nó cũng khá là độc đáo luôn. Đây, nhìn cả tấm thì mọi người có thể nhìn như thế này này. Đó, nó là dạng hai sóng nên là khi thiết kế lên tổng thể không gian của bức tường ấy hay là bức trần thì nhìn nó sẽ tạo thành một khối rất là đẹp và thẩm mỹ. Thiết kế dạng hẻm khóa dương và hẻm khóa âm như thế này thì rồi thời gian thi công của nó sẽ nhanh, cũng như là đây là một dòng vật liệu khá là nhẹ mọi người ơi. Đây này, anh chị em nhìn mình có thể nhìn thấy này, có thể uốn cong quá 90 độ đều vô tư thoải mái luôn, và vật liệu nhẹ hơn nên là anh chị em mình khi thi công tường hoặc trần có thể sử dụng với cả hệ khung xương là khung xương sắt hộp hoặc là khung xương thạch cao đều có thể ok hết luôn đó. Và các anh chị em nhà mình kho nhà Haroma cũng công nghiệp Thanh Oai Hà Nội đầy đủ các vật liệu ốp trần tường sàn cho nội và ngoại thất. Anh chị em nhà mình cần vật liệu gì cứ nhắn cho Haroma để được báo giá xỉ số lượng lớn tại kho nha. Cảm ơn anh chị em nhà mình đã theo dõi hết video.